Hey, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay cái series mà mình đang chơi dở, cái series mà đang sinh tồn thì mình đã fail rồi các bạn ạ. Mình đã chết sau khi mà mình offline mình chơi ấy. Mình chết rồi. Cái thế giới đấy mình bỏ luôn rồi các bạn ạ. Chết phát là xóa luôn. Nhưng mà mình sẽ thay thế nó bằng một cái series mới, đó chính là sinh tồn cùng bạn. Thế thôi. Khởi đầu là mình đi chặt gỗ để chế bàn chế tạo. Rồi mình chế tạo những cái que để chế những dụng cụ cơ bản. Ngay cạnh đấy mình thấy một ngôi làng nên mình cũng vào ăn trộm tí đồ. Đầu tiên là cái giường và tiếp theo là đá. Sau khi mà đào xong hết đống đá thì mình có chế một cái cúp bằng đá để đào nhanh hơn. Đào hăng quá nên là mình cho anh dân làng này thành vô gia cư luôn. Cứ như vậy mình đã bước qua ngày đầu tiên an toàn. Cảnh trời đẹp nhỉ? What the f. Bước qua ngày thứ hai mình mới ngủ dậy, mình đã đi chặt ngay cái cây kế bên nhà của một anh dân làng. Lúc này thì thằng bạn mình đúng lúc là nó vào game luôn. Mình đến và bổ nó một phát rồi chạy luôn. Tôi biết thế là ác, nhưng mà tôi thích. Ok, gạt cho mọi việc ác qua đi, mình vào làng vào giúp các bác dân làng dọn dẹp làng đẹp hơn nha. Trong lúc mình đang ăn trộm thì thằng bạn mình nó vào nó ăn ké. Má cay Chỉ có làm thì mới có ăn, nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi. thay vì ăn đầu bột thì mình sẽ cho bạn ăn một nhát rìu. Ăn trộm lúa xong thì mình ăn trộm luôn cái lò rèn các bạn ạ. Sau khi mà xong việc ở làng đấy, mình lấy tất cả số lúa mà mình lấy được, mình chế thành bánh mì hết. Này các bạn nhìn này, biển nó tách ra làm hai màu luôn. Má, hay nha. Mình xuống dưới hang cạnh cái biển và đào một ít than. Mình tiến lại gần cái cánh cổng tàn tích ở gần biển và nhặt được cái rìu vàng cho mỏng hai. Cũng khá là ngon. Mình còn gặp được một chú chó nhưng mà lúc này mình chưa có xương nên là không thần phục được. Má tiếc thật. Sau đấy thì mình có giết một con dơ chuột. Và đây cũng là con quái mà mình giết đầu tiên trong thế giới này. Nó cũng cho mình hoàn thành nhiệm vụ thợ săn luôn. Ngay cạnh đấy có một cái núi tuyết. Mà trên núi có mấy cục sắt nên là mình cũng liếm luôn. Vừa đào xong đống sắt thì mình gặp hang tươi tốt nên là mình rủ thằng bạn mình xuống luôn. Trước khi xuống hang này thì mình nung một ít sắt mà mình đào được. Sau khi có sắt thì mình chế một cái khiên để phòng thân khi xuống hang. Thừa sắt thì mình cũng chế những dụng cụ bằng sắt luôn để cho trong người nó mạnh mạnh lên xíu. Pha này thì mình chơi ngu, mình nhảy xuống tí là đi. Mình thấy cái hang này hơi tối nên là mình đã úm một lá xì là bùa nó. Một, hai, bùm. Sáng cho mọi người. Sau đấy thì mình có làm một pha drop water rất là đẳng cấp. Chỉ để đào sắt. Vậy là chúng ta đã có full bộ giáp sắt. Phải nói là cái phiên bản càng cao quái càng nhiều ấy. Hang rộng to, quái nhiều. Nhưng mà mình gặp Loli nè. Sau khi mà đào Loli xong thì mình thấy diamond luôn. Và sẵn cả hang wooden nữa luôn. Má kèm hai cái cùng lúc.
Mình cũng chế một cái khiên mới để phòng khi cái khiên cũ nó bị vỡ. Diamond! Và sau khi mà đào được một viên kim cương đấy thì tôi cứ đi mài mãi mà chả tìm được một cái gì hết. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi. Và mình đã hoàn thành thành tựu lén lút lại một cái khối cảm biến của Warden ấy. Và đang đi thì bọn mình cũng gặp nhau luôn. Ảo thật đấy. Mình có gặp một cái hầm mỏ bỏ hoang nhưng mà trong hầm mỏ này chả có gì hết. Và những cái phiên bản như thế này, những cái lòng spawn ở dưới mặt đất, à lòng đất ấy, Nó bị nép hay sao ấy, đồ nó thảm hại quá. Cho mình rút lại câu vừa rồi nha. Và các bạn đón xem, mình lại thấy kim cương, yes. Lên trên mặt đất thì mình tiến hành đi giết những con động vật để có thịt để ăn. Mình chế một cây kiếm sắt và tiến hành đi tìm chỗ để bọn mình xây nhà. Mình chế một cái lò nung thức ăn để có mà ăn, nấu thức ăn chứ. Nung cho nhanh hơn ấy, đồ má nấu. Và bao nhiêu ngày tháng đi tìm chỗ thì mình cũng có một chỗ ưng mắt rồi. Đấy, view ra biển, view 5 sao. Và mình cất hết vào đồ vào dương rồi mình đi chặt cây. À, trong video này nếu mà xây nhà chặt cây, ví dụ như kiểu xây máy phao các thứ, mình sẽ quay bằng replay mod nha, để tiết kiệm dung lượng ấy mà. Mình vừa thêm cái respect statue vào cho nó đẹp hơn. Lá cây nó đúng là đẹp hơn thật, nhưng mà cái đất này mình không thích cho lắm nên là mình lại gỡ ra. Do là lần đầu mình sử dụng replay mod nên là quay nó sẽ không được mãn nhãn và hài lòng với một số bạn nha. Mình sẽ làm cho video này tóm tắt mà các bạn có thể hiểu nhất. Bởi vì mình kiểu thời gian mình ít ấy, nên là mình rảnh lúc nào thì mình làm video cho các bạn lúc đấy thôi. Nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Và cái replay mod này không hiểu sao người ta đập thì relay có thể nhìn thấy block người ta rơi ra nha. Nhưng mà của mình lại không thấy rơi ra. Khó hiểu thật sự, nhưng mà bạn nào để ý kỹ là sẽ thấy là mình đập rất là lâu luôn. Và đây là toàn cảnh ngôi nhà của mình. Và mình cũng thành thật nói các bạn luôn là mình lấy cái lồng đèn ra từ chế độ sáng tạo nhé. Chỉ lấy một món thôi nha. Sau đấy thì mình đi xây máy farm. Yes, chúng ta rất cần là máy farm đấy. Ok. Trên này là thời tiết nó lạnh quá, nước nó đóng băng luôn các bạn ạ. Đất đá thành tuyết hết. Sau khi xuống, trước khi nói lời tạm biệt, mình đã enchant cho kiếm của mình lên được dòng sắc bén. Và cây rìu của mình, cây cũ của mình nữa. Mà không ngờ cây cũ của mình nó lại ngon tới mức vậy nha. Ok, nói là 100 ngày cho nó sang mồm thôi, chứ thật ra là chỉ có 50 ngày thôi các bạn ạ. Thì thời gian của bọn mình cũng có hạn ấy. Đấy, bọn mình cũng đang là học sinh nữa nên là cũng không có nhiều thời gian. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay, các bạn hãy cho video một like, một đăng ký để mình có nhiều động lực ra những video hay hơn tiếp theo nhé. Bye bye.